Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chỉ có cái thời mà 6 giờ đến 8 giờ là 6 giờ đây có một nửa thì bữa đó nếu mà là thường là 70 là đủ thì mình cho 35 đi, 35 quỳ lại. Thì như vậy đông quá thì như vậy, nếu không đông mà đi bên hàng vừa đủ thì đâu đến bên hàng hết một đường đi chung với nhau. Đi chung với nhau đi bên hành nó có cái lực để chúng hỗ trợ lẫn nhau, với hai nữa là tập bộ nó có người này kéo người kia. Cho mấy hôm nay thấy một số là người nào lễ bao nhiêu đó lễ rồi thì cái khả năng để đi người đó không biết cách lễ, thấy mệt rồi cứ đi hoài. Và thực sự cái đi tinh hành nhiễu Phật cũng là một điều rất là tốt, nhưng mà cái lễ Phật vẫn là dễ cảm thông và sức khỏe từ cái lễ Phật nếu biết cách. Còn không biết được thì càng lễ càng mệt, càng đi càng mệt, càng đi càng mệt và cậu thấy sợ. Thì hôm nay nói cái cách mà hôm nay giáo viên đưa ra đó thì đang nói về một hộ niệm, đó là lễ 10 phút phải là 30 giây đồng hồ, cậu nói là vô hộ niệm phải là dứt niệm vài câu vậy chứ cũng 10 phút 50 giây đồng hồ để có cái sự cung kính trong đó là hai chữ Nam Mô để giữ cái diện mối của sự lượng tự hồi danh. Sau đó đọc đầu đại chúng nhớ nghe mấy người trong cái ban hướng dẫn mà hội niệm thì nó rồi dọc đi, họ đi trước 30 phút, còn lại 1 tiếng 10 phút thì mình cho họ 1 tiếng lễ Phật theo như Giác Nhàn chỉ cho quý vị chuẩn bị đây. Quý vị lễ 1 tiếng không mệt. Khu Chi Tu hôm nay 2 giờ tu đến 6 giờ đồng, 4 tiếng liền liên tục. Lúc trước ngày 2 đến 4 giờ, 5 giờ nghỉ một nhịp, rồi 2 giờ đến 4 giờ, 4 giờ đến 5 giờ nghỉ, 5 đến 7 giờ. Thì Giác Nhàn nói thôi giờ đi một lèo luôn từ 2 giờ đến 4 giờ, đến giờ cái sức liên tục như vậy không dám đòi, anh em rất an lạc. Nhưng mà đi trên này thì Giác Nhàn chưa có thay đổi, là chỉ có 2 giờ đến 4 giờ nghỉ một nhịp một chút, bởi vì có các cụ già, một số các thầy buổi chiều 2 giờ đến 4 giờ có cái chuyện đại bi ở đây cách thì 5 giờ mấy thầy xuống giữ cái thời khóa đó. Thế nên mà đi một lèo từ 2 giờ đến 6 giờ luôn mấy thầy vô trong cái thời khóa không được. Trên này nó còn có quả, trên này là ra không có phải đi một lèo được. Dưới đó thì rập khu luôn đi một lèo luôn, chỉ người đó ăn ở bên ngoài thôi thì mấy thầy tu rất tốt. Theo cái cách lễ thì em nhàn vậy nè. Thì giờ nói tóm lại thì hội niệm đó mình sẽ đi trước lễ sau. Nếu mà lễ trước đi sau thì sau khi hộ niệm xong ra không sẽ khoái, vì đi nó không có hết sâu và đi nó mệt hơn là lễ. Mà lễ xong rồi hồi bước đi ra thì sảng khoái vô cùng, và đợt sau mình vô hộ niệm tiếp, mình thích thú mình vô hộ niệm, bởi vì cái lễ Phật này nó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái ý lực, thân thể thì được mềm dẻo, tâm thì giết thù vô được cho con Phật kiều, cho nên mình sẵn phá nó. Hiểu không? Thì hôm nay nói chung lại không có cái gì khó cho các cụ, mà chỉ có một cái đó là mình sẽ đi kinh hành trước, đọc khuôn và đi theo đại chúng luôn. Chứ hôm nay không có phải ai lễ đi rồi sáng nhìn lên số lễ số đi. Hôm nay không như vậy mà đi chung với nhau hết luôn. Còn các cụ ở đây sẽ đang là được ở bên ngoài rồi, họ hướng cái phòng cái vòng đi kinh hành trên cái thảm đỏ hết rồi. Hiểu chưa? Thì bây giờ hôm nay cái cách lễ này là Giác Nhàn chủ yếu lên chỉ cái cách lễ này, và cái vấn đề mà đi thực hành trước sau đó bắt đầu lễ đó thì lễ một tiếng không ạ? Lễ tiếng không ạ? Giờ lễ như thế nào? Bây giờ đây là có cái cách đứng lên ngồi xuống trước, rồi bắt đầu mới nói đến cái hơi thở này. Cái cách đứng lên ngồi xuống thì giờ hỏi với người đôi nhìn kỹ nha, nhìn cho thiệt kỹ cái cách đứng lên ngồi xuống như vậy. Thì ở đây tự tìm ra cái cách với khối hợp của bà Quách Huệ Chân là bác sĩ ở dưới đó, họ lại 1.000 lại không hết. Một với đó, sao họ lại 1.000 này không hết, càng này càng khỏe. Lý do gì? Đó, nó có cái đạo lý ở trong đó. Vì vậy cho nên thành ra là thứ nhất là hơi thở của họ điều hòa được, hít đúng với cái lúc mà còn hít thở, đúng với cái lúc còn thở là thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là thông của họ nó sẽ lên xuống nhịp nhàng đúng thế. Vấn đề thứ ba là tâm họ trụ vô lực trong câu Phật kiều. Ba cái trong lễ Phật chỉ có 3 vấn đề. Thứ nhất là thông lên xuống làm sao cho mềm mại đúng thế. Thứ hai là hơi thở họ ra vô đều đúng cách. Đây là đang nói luôn cái đại chúng còn tu nữa nha, là tu cho đến điểm. Và thứ ba nữa là tâm họ giết cho con thực hiện được ba cái điều này, nếu mà họ hài hòa và đều đặn được theo đúng cái quy trình đó thì nó. Bây giờ nói trước cái cách để lên xuống nha, nhìn cho kỹ này. Để cho cái cách để lên xuống thì như vậy, chứ việc là ra mấy cái coi ngoài này để chỉ cho người ta còn được, mọi người ta còn đầy đủ hết nha. Chưa đủ thì người nào không biết cách này thì sẽ coi là cái này cái chú này. Giờ lắng nghe coi kỹ này nha. Thường các nhà chỉ qua là một số các cụ làm một cái lúc bữa chỉ thầy thiền với một số các thầy á, xong rồi lên chỉ các cụ với ngài nhìn vô TV thấy xa. Bây giờ cái cách lễ và lễ sáu chữ nha, lễ sáu chữ trước mình vô có 10 phút sáu chữ, lễ trước mình phải một phút sáu chữ. Thì một câu tôi mấy Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi tôi lắng nghe một câu tôi mấy, làm sao lắng nghe từng chữ từng câu cho rõ, đừng để tâm mình đã đi suy nghĩ chỗ khác. Cho mấy Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ai nhớ từng chữ như vậy có thì nhớ từng tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từng tụng từ hai chữ là ba lần số chữ thì nó rõ chữ dụng. Không được nhớ chữ A là nhớ chữ A trong đầu, không được nhớ chữ. Nhớ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy là cái máy đó niệm thôi là còn khi mình cắt ra thì cái chữ nó rõ, cái tâm mình phát kịp cho cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy là máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cắt như vậy để cái tâm mình nó kịp cái chữ. Chỗ này quan trọng vô cùng. Nếu mà để cái tâm nó chỉ nghe thôi rồi nó đi suy nghĩ lung tung thì cái này gọi là tâm tán loạn niệm. Và khi mà nghe cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, và khi mình lắng nghe một ít sâu vô á, thì cái tâm mình nó xác định, cái tâm mình cho hơi thở nó nhớ từng chữ rất rõ. Và sáng nếu mà cô từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng mà hít thở bữa nào hít sâu được thì nó sẽ nói là hít thở, mà hít không sâu cô tự chịu chịu không mà. Nó mệt mà cũng như cái niệm mình nó chán rồi á, thì cái câu Phật hiệu để được cái chán nó cực kỳ khó, nhưng mà hơi thở vô thì nó để được. Đây là điểm khi đó chỗ này quan trọng cực kỳ. Cái hơi thở mình hít vô nó sảng khoái và cái tâm mình đủ trên cái hơi thở gọi là định tâm vô hơi thở, mà niệm Phật gọi là định tâm niệm Phật. Mà không có hít sâu vô hơi thở tự nhiên mình tâm nó lỏng lẻo, nó tán loạn niệm Phật, nó không có sảng khoái, nó không có cái sự mà ham say trong niệm Phật. Thì giờ niệm 6 chữ trước nha. Cái cách để 6 chữ của cái danh 4 chữ thôi, nhưng mà được một cái là cái chỗ mà nãy giờ nói là mình hít sâu vô, khi nghe một câu á mình hít sâu vô. Bây giờ coi xuống, coi cái cách để xuống. Nhìn khôn người cái xuống thẳng nó khác ngang và xuống thẳng nè. Thấy xuống thẳng là cái lưng của nó thẳng. Thì cái cách này nó mở và cái kinh nó sẽ chịu được quá nhiều. Nhìn xuống thẳng. Còn không xuống thì cái người mình nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng, nó mềm mại. Cái này là cái cách của bà Lô Cô Con ở đây. Khi xuống ở gặp người này, mình này nhìn gặp người này. Thế khác hơn là gì? Thì xuống thẳng như vậy cái chân mình nó sẽ mỏi những người già, cái gối của họ chịu không nổi. Nhưng mà khi xuống mà mình khôn người thì tự nhiên nó bớt đi cái sức mạnh từ trên xuống. Nó nhẹ nhàng khi xuống duỗi hai bàn chân ra, niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật thì khi mình vừa xuống mình hít vô, khi vừa xuống hít sâu rồi mình được căng vừa lại một câu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi về niệm xuống này. Khi mặt thẳng nó về là nó không có sang thái mà chừa người đến một chút xíu. Bây giờ để cái cách mà chừa người đến là chừa người luôn qua chút đứng dậy nha. Bởi để địa chỉ mà các cụ không có cố gắng siết kỹ. Nó khác là bọc người đứng thẳng lại, chờ người đứng côn á, đứng dậy vào côn là nó tốn sức nó mệt hơn. Đó là đứng côn vậy là tốn sức chịu đựng, lâu ngày là thành bệnh luôn. Còn đứng chờ người là đứng thẳng. Cái việc lùi nè, khi chồng lùi đến là các tôi lại không biết nè, nhìn nè. Thấy chồng lùi đến các tôi lại không biết đâu, chồng lại các tôi lại không biết, rồi bắt đầu nó lùi người lại, chống hai tay. Thì cái cách đứng lên ngồi xuống như vậy không mệt. Khi xuống mà khôn người như vậy là nó làm cho mình nhẹ nhàng với cái kiểu giống như là mình đang khôn người, giống như mình đang sống luôn này. Tập mới bắt đầu thấy nó hơi không lớn, nhưng mà về sống nó rất dễ chịu, lại bao nhiêu cũng không mệt, càng ngày càng khỏe. Còn đứng lên cái kiểu này của mình, đứng lên đầu sống kiểu này của mình. tay là lừa lại và thế một cách là được, chứ không đứng khờ nó khác, đứng khờ mà đưa lên là bệnh thì không. Bây giờ các cụ bước lên cái đệm mà nó để cái ghế nó vô đệm, các cụ bước lên cái đệm mà nó lấy cái đệm cái xích xích lên trên cho cụ được bước xuống ghế đấy, đứng đầu cái ghế để bước lên đệm được thì được rồi các cụ xuống nha, đứng lên đệm lại xuống hoặc là có bước ghế lấy cái ghế để ngồi được cái cụ cái mông mình nha, mọi người đứng lên hết luôn, mọi người đứng lên hết để cái này Giác Nhàn phải tập suốt cả tuần lễ đấy nha, không phải dễ đâu đó. Rồi bây giờ mình sáng mình cúi đầu nó xuống nha mọi người ha, rồi sáng nè xuống luôn nha, xuống luôn đâu đó, không không xuống luôn đâu, không không xuống luôn, đúng rồi. Rồi giờ không chống từ đầu con chân nha, giữ từ đầu con chân ra hết đó nha, giữ từ đầu con chân, nhưng mà hai cái gót mình có thể bè ra để con mình ngồi đọc lên đâu. Hai cái gót mình có thể bè ra nha, hai gót bè đâu, hai cái gót bè ra không, hai cái gót nó hơi bè ra một chút để con mình ngồi đọc lên trong đó, nó bè ra đi từ bên đây. Rồi giờ xuống này, xuống, xuống lại đường đường thôi, xuống lại đường đường thôi, có mặt xuống lại đường đường nha. Rồi cái nhiều người đứng lắm, rồi bắt đầu chờ người tới cái tay, chờ người tới cái, rồi đưa lại cái đứng liền ra, đưa vào trong tay lên, đưa càng nhiều trong tay càng khỏe, đúng rồi, đó đúng rồi. Nhưng mà bây giờ một lần cái thói quen nó quên rồi, nó quên rồi, là chờ người tới đứng dậy luôn á, cái nó cái luồng, coi nè, coi chờ người tới đứng dậy luôn nè. Cái mà dự lễ Phật sau khi người đi. Hiểu giờ ban hộ niệm là 3 ca 4 ca luôn, mà cứ đứng lên chờ, đứng lên chẳng mong, mà đứng lên hơi thở không hết vô thời gian trong lý định lắm. Có bữa con chú Thọ Tiến ở với cô Tiên Tu, ông Tu cũng tổng khí mà hồi xưa cái nhà kia còn sao không có biết tổng khí là gì. Ông tổng khí nó nổi quá mạnh luôn, không vô công phu thiệt hại, vô nửa chừng là phải ra lễ kỹ năm A Di Đà Phật 4 câu 4 chữ đó. Lễ biết cái A Di Đà Phật như vậy không có thay đổi được, ông đối tượng mình mà. Sau đó em về bắt đồng tình gia đình nguyên thọ về cái vợ phải hơn tốt nha. Vì con niệm Phật ra tiền đến lên không mệt, nhưng nó mệt điều khác, cái còn tưởng nó làm cho điên đảo, nó mệt điều khác, đúng không? Nhưng mà tổng khí là cái chuyện bị nguy hiểm, nó nằm cũng khó, tức ngực, tức lưng cũng khó, làm cái gì cũng khó hết trơn. Từ cái lễ Phật này mà khi để tôi không mệt mà ra rồi cũng mệt, nhưng hại vô cùng cái chuyện đó. Nếu mình đi trên hành 334 mà mình điện lớn tiếng không được thì điện nhỏ tiếng, điện thầm ống ổn thường thường cái cách cái thầm. Ngài hay dùng cái cách này, ngài nói là điện bên cạnh người con nghe này, trong ba thì nghe đúng không, nhưng mà điện bằng điện không người bên cạnh nghe. Ngài nói là điện kim can điện bên cạnh không nghe, hay nhắc cái cách này. Đi trên hành mệt điện cách này, lễ Phật mệt điện cách này, hiểu không? Rồi như đây là đủ rồi, làm cho đúng nè. Rồi chú Hiền như một số mấy chú rồi ở trong phòng điện về để tránh rồi đó là thỉnh nhắc các cụ và đúng đi trên hành đi lên đi trước nửa tiếng mà lễ nhiều hơn. Lễ mà nếu mệt quá đó, lễ mà nếu mệt nè, lắng nghe nè, bây giờ ngồi xuống hết này. Nếu mà lễ mệt quá nha, nếu mà lễ mệt mà lễ không nổi, lễ các này là họ không mệt một tiếng đối với các cụ là không là gì, trước các cụ đi lễ đi từ từ đúng không? Thì hôm nay cái cách này lễ không mệt, nhưng mà lễ cái cách ví dụ đứng lên một xuống mệt lắm, gọi là quỳ lững, cái ngàn đó dùng danh từ là quỳ lững nè, quỳ lững. Quy lưỡng thì khỏi còn chờ, nó khỏe rồi khỏi còn chờ. Cái này là quy lưỡng, mệt nữa là quy ngồi, ngồi chứ không đi gót, gọi là quy ngồi luôn. Đó, hẳn cách là không có quy hành nữa. Quy lĩnh, quy ngồi, quy lính, lễ lính, lễ hợp lính là vậy. Nhưng mà cái cách mà các cụ đứng dậy với đúng cách là càng đứng càng khỏe, ngộ nè, càng đứng càng khỏe, càng đứng càng có cái lực. Cái cách là siêu đẳng luôn. Dặn cái chỗ này nè, xá, ở dưới đó có thể đánh là xá, sâu có thể đánh là đuối luôn. Xá như vậy nhiều nè, xá như thầy đánh không đuối lên. Thầy có thể cái điện là xá, cái kiểu này là xá sâu quá. Khi xuống như vậy là phải nín thở lại, nó tức ngực, tức lưng và bị tổn khí như cái cách xá này. Tức thì được, ngực khỏe thì được, các cụ nó không như vậy là nhiều. Người lòng có tay đến ngay đầu gối và hơi ngôn xuống như vậy. Như vậy đỡ tốn sức. Một phần thao xá kiểu này là tốn 3 phần sức. Còn cái này 1 phần sức thôi. Trên tòa án quan này kỹ cực kỳ luôn. Cái ông đó hỏi là thường chấp tay lại nhìn người đầu ngón tay được không? Ngài nói người đầu ngón tay nhìn không bằng nhìn cái chất chắn của đồ vị khỏe. Vì khó nhìn lắm, khó nhìn những cái gì được chất chắn của người khỏe hơn. Cái tóc tay lâu này, tóc tay lâu quá cũng tốn sức cho nên đi kinh hành là để tay cho bạn thoải mái nhất. Mọi người để tay như vậy được, lễ này phải chấp được mình nó lên xuống nó ướt tay xuống tóc cho nên không có mỏi, không tốn sức cho nên thành ra là lại các tay làm tốt, còn đi kinh hành là để cho bạn hết. Không tốn sức, còn để cho bạn là ngày kia tốn sức, lo là tốn sức, khổ một tiếng là tốn sức. Hiểu không? Vì thôi hôm nay những cái kinh nghiệm mà Giác Nhàn rút ra từ những con sao, từ những lời Phật đi học, nhưng mình kết hợp cái cách của mình là chỉ các cụ các thầy thử dùng hoặc nó khác với cái lúc trước mình lễ hiểu lắm nhớ. Rồi thôi giờ về trở lại còn nói mà bác họ liệu Giác Nhàn khuyên nếu ai không có đi cái ca từ lúc 2 giờ đến 4 giờ đó thì nên ra trì Thần Chú Đại Bi đi. Thần Chú Đại Bi nếu mà mỗi ngày ai trì 50 kiếp suốt cuộc đời thì người này không chết được 10 cái việc có các kỳ tử xe nạn, chết bị bơm, bị thú dữ, mà chết sanh vào 10 chỗ hiện sanh là cái chỗ tốt lắm. Dĩ nhiên niệm Phật một đường rồi cái trợ lực của Đại Bi rất lực. Thầy thiện này nói sở dĩ của cô 2 giờ đến 5 giờ được cho con truyền 108 biến Đại Bi là 2 tiếng 20 phút. Con vô con tu cho nên rất là nhẹ, cho nên là chúng đừng bỏ Đại Bi. Hội niệm đừng nên bỏ Đại Bi. Bỏ Đại Bi của trường đắc đó phát triển lắm. Nhớ không? Nếu mà không có đi vào cái giờ 2 đến 4 giờ ra đại chúng này được đó thì mình nên ở nhà mình trị vào cái thời nào đó 1 tiếng 15 phút là cái máy trị Đại Bi Giác Nhàn là phải trị cái máy này. Ngồi lên ghế này, không được cắt tay này, để cái tay dưới bình thường vậy đó, bỏ để như vậy đó thì khỏe vô cùng, không cắt tay, cắt một tiếng là tốn sức nhớ. Rồi buổi chiều hôm nay đó là thầy xã với nói bên ngoài đó là bên ngoài là họ có thể vô trì Đại Bi buổi chiều được buổi sáng thì bán chút cũng không sao, dịch bệnh á cho nên cho họ vô buổi chiều rong một chút xíu cho cái thời điểm Đại Bi. Rồi giờ mà hôm nay nói về quá kỹ rồi đó nghe, giờ tự mình phải thực hành để mình thấy cái lợi ích đó, đừng có bỏ nghe. Rồi giờ nói về kỹ. Nguyện đem